hành á. Đầu con dính vậy nè. Khoa. Dạ. Mày làm tài xế kiểu gì vậy? Tao kêu mày đưa con đi chơi lâu lâu một chút xíu, bây giờ sao nó về vậy? Trời ơi anh ơi, em có đưa nó đi nhưng mà bây giờ nó đòi về quá, em biết làm sao anh? Tao nói thiệt luôn á, tháng nào tao cũng chuyển lương cho mày đủ có khi là dư nữa, bây giờ mày làm như chết tao rồi. Thấy gì cái chuyện nào? Sống đê bụng chết mang theo nghe chưa? Cắm bếp xếp dai mày thấy mày còn chỉ cái gì nữa. Cuối tháng tao lên lương cho. Dạ. Bây giờ mày dẫn con lên dưới mua vàng đi, mua bánh mua kẹo đi. Nãy là anh định đưa em vô phòng tập thể dục một cái, nhưng bây giờ kiểu này chắc để anh dụ con anh đi một cái rồi mình thấy sao nha. Yên tâm đi, giờ anh đi công tác lâu lắm, mình còn thời gian dài mà. Thương con trai. Bây giờ con theo chú Khoa đi, chú Khoa lấy xe chở con đi mua đồ ăn nha, mua kẹo cho con nha. Bài dắt đi. Thôi giờ nghe ba đi, lớn rồi không có nhõng nhẽo, con theo chú Khoa đi nha, được không? Đi đi, chú dẫn con đi được mà con, nha. Mình đi mua kem. Con muốn ba à. Thôi, mày đây coi nhà ở cửa nha, dẫn con đi một cái. Dạ. Em đây đợi chút xíu nha, cưng. Đi con trai. Anh làm tài xế ở đây lâu chưa? Thì cũng 2-3 năm rồi. 2-3 năm. Mà sao quen được ổng hay vậy? Thì gặp nhau, quen rồi thương nhau. À. Sao vậy? Không có gì, ý là mà biết ông có gia đình không? Biết. Biết rồi sao bộ tin dù ông nói gì mà tin hay sao mà tin chứ, anh cũng tin ổng cho nên anh mới giấu chuyện này chứ đúng không? Không tôi khác, tôi là vì công việc thôi, vậy nói chung là mẹ tôi đang nằm bệnh viện á, em tôi còn đang đi học, tôi lao động chính thì công việc với đồng lương mà thì vậy đó. À. Chị ơi, hết chỗ mình mấy mình ngồi im được không? Đừng xích qua nữa. Hết chỗ rồi. Rồi không lẽ tính cứ hai người cứ vậy hoài à? Anh nói với tôi á là anh chắc chắn là sẽ chia tay với vợ. Hả? Bây giờ á, anh á chủ yếu là bởi vì tình nghĩa với con thôi. Với lại anh sợ cái vụ mà chia đôi tài sản á. Chia đôi tài sản? Đúng rồi. Má, vợ làm kiếm tiền không có con mẹ gì chia đôi trời. Hả? Không. Anh nói gì? Chị nghĩ vậy thì đúng rồi đó, chị nghĩ vậy là đúng rồi đó. Ừ, thì tôi cũng nghĩ như vậy. Ừ. Ủa chị sao chị về sớm vậy? Thì tôi xong công việc sớm, tôi về sớm thôi. Dạ đúng rồi. Ai đây? Dạ đây thế mà dạ bạn gái em chị. Trời ơi, bấy lâu nay tôi không thấy cậu có bạn gái, tôi tưởng cậu bị ấy chứ. Không, bạn gái em. Nhưng mà bạn gái không? Rồi mà... Donald đâu? Dạ anh Vũ anh đưa đi mua bánh rồi, mà em nói nghe thông cảm. Tại vì em làm tài xế em ít về thăm bạn gái, nó nhớ em quá cái nó lên nó thăm. Nó phụ công chuyện nhà nhiều lắm chị. Thông cảm em lần này nghe. Ok. Dạ. Chào Vy. Chào chị. Chào cái mặt tươi lên. Chào chị. Để em cất đồ cho chị nha. Trời ơi, tôi đi bữa giờ không nhớ tôi hay gì? Ủa em, sáng nay em về sớm vậy? Ủa chứ bây giờ em xong công việc sớm cái không cho em về sớm luôn? Đâu có, em về anh nhớ gần chết luôn, mừng lắm. Ủa, làm gì? Dạ không, ý là mát, quạt cho nó mát. Quạt cho nó mát cái gì? Thôi, bây giờ Donald vô phòng, mẹ nói chuyện với ba xíu nha. Được không? Rồi, vô phòng đi. Ừ. Rồi hai người làm gì vậy? Dạ không, em bị dướng xương cổ, sao anh vỗ đầu giùm em? Tóc anh già đau quá chị. Vút bay bay. Hai người giống nhau lắm á. Dạ chủ tớ mà. Lính dễ thương. Dạ, bạn gái em. Vợ anh. Em biết mà. Nãy giờ tôi gồng thấy mẹ luôn á.
Bây giờ tốt nhất á, em đi về nha. Đi về đi, anh thương mà, anh thương mà. Xong hết ổn như này đi qua anh trưởng em sao, anh cho em thêm nha. Em lại chị. Mày giúp cho lần này đi nha. Ủa? Sao vậy? Dạ. Không nói chuyện tiếp đi, tự nhiên thấy tôi ra cái im ru trời. Dạ đâu có. Đâu có đâu, anh dặn dò nó một số công việc để sắp tới nó chở anh đi mà. Ủa? Mà em thắc mắc cái này nè. Hả? Hồi lúc mà trước khi em đi công tác á, em có để tiền mặt ở nhà hình như là cũng mấy chục á. Mà sao giờ tự nhiên còn có mười mấy triệu vậy? Anh lấy anh xài việc gì hả? Cái gì, em để anh mấy chục triệu luôn hả? Ừ. Anh đâu có đụng, đâu có xài, em để đâu, anh đâu có biết đâu đó. Vậy chứ sao mất tiêu vậy? Tự nhiên còn có mười mấy triệu à? Còn mười mấy triệu à? Ừ. Chứ lẽ nhà mình có ăn trộm ta? Khoa! Mấy ngày mà tao đi á, mà lấy tiền của vợ tao đúng không? Nè, tao nhắc cho mày nhớ nha, số tiền trên 2 triệu là đủ truy tố hình sự mày ở tù nha con. Nên nhớ một điều, mẹ mày đang trong bệnh viện, em mày còn đi học đó. Mày mà ở tù không ai lo cho hai người đó đâu, nghe chưa? Rồi sao giờ mất tiền mà dẫn người ngoài vô nữa này kia, giờ tôi biết trách ai đây? Hay là mày lấy tiền mày đi cho gái, đúng không? Phải không? Thôi đi anh, nãy giờ Khoa bảo vệ anh rất là nhiều lần rồi. Trước sau gì á, anh với chị cũng chia tay nhau để đến với em thôi. Thì bây giờ cho chị biết sự thật luôn đi. Cô biết cái gì mà nói? Cô vô nhà của tôi làm chuyện tầm bậy tầm bạ tôi không nói. Hay là cô đồng lõa với nó ăn cắp tiền, phải không? Anh im đi. Im cái gì? Anh đã nói vậy thì tôi nói thẳng cho vợ anh biết luôn. Nói cái gì? Chị. Chuyện gì? Em không phải là bạn gái của anh Khoa. Em là bạn gái của chồng chị đó. Nè 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 nè. Nè, ăn bậy thì được chứ không có nói bậy, nghe chưa? Cô vô nhà tôi bày đặt vu khống còn gài nữa. Ý là cô sao, cô muốn gia đình tôi ly tán hay sao? Vu khống? Tôi tin tưởng anh, tôi yêu anh, mà bây giờ anh là đổ lỗi cho tôi. Anh là một thằng khốn nạn. Chị, số tiền mà chị làm mất á, anh lấy á, anh đưa cho tôi đi mua sắm á. Ngay cả những thói quen hay là tiền chị để đâu, anh cũng nói cho tôi biết hết. Đây, tiền trong tài khoản của anh đúng không? Anh chuyển qua cho tôi nè, chị coi đi. Có tên tài khoản của anh luôn đó. Em, nghe anh nói nè, mọi chuyện không phải như con nhỏ này nói đâu. Thực ra là nó muốn là lấp liếm cái chuyện mà ăn cắp tiền của nó với thằng bồ nó, cho nên nó mới nói như đó em. Ôi yes. Đủ rồi đó. Trời ơi, anh tưởng là tôi không biết cái gì hả? Tôi sống với anh biết bao nhiêu năm nay, mà bây giờ anh vì người ta, anh có bồ nhí bên ngoài mà giờ anh đối xử với tôi vậy? Sao con người của anh khốn nạn quá vậy? Vợ, vợ, anh biết anh sai rồi. Do anh không có kiềm chế được cái cảm xúc của bản thân mình, cho nên anh mới làm chuyện tầm bậy tầm bạ này. Anh nói thiệt em, chứ cái hạng gái như nó là anh chơi qua đường xong anh bỏ, làm sao mà anh so sánh được với em được. Cái hạng của nó là tào lao lắm. Ây da, tôi thấy đủ rồi đó. Con gái người ta mà anh nói này nói nọ vậy, vậy lúc đầu anh quen người ta để làm gì? Anh càng nói tôi càng thấy anh hèn hạ hơn thôi, không được gì hết á. Anh không có xứng đáng để làm cha của thằng Donald. Và tôi cũng không muốn con tôi có một người cha như anh. Anh biến khỏi ra khỏi nhà tôi. Em ơi, vì anh cũng là cha của Donald, với lại là mình mà ly dị thì cái nhà cửa này tài sản thì nó rắc rối lắm mà, đừng có. Rắc rối là rắc rối sao? Có gì để rắc rối? Anh có cái gì trong đây mà phải rắc rối? Mẹ đuổi ba đi rồi Donald ơi. Cứu ba đi con, mẹ đuổi ba đi. Con qua đây với mẹ. Em, anh đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn Donald có một người cha như anh. Donald. Còn cô nữa, tôi cũng hiểu. Vậy là con gái cho nó là dễ yếu lòng. Bây giờ chuyện xảy ra vậy rồi, tôi không trách cô được. Cô đi ra khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn nói nhiều. Tôi cũng xin lỗi cô. Còn anh? Dạ thôi, em biết thân biết phận em mà, để em tự em nghỉ việc. Em chỉ muốn chị hiểu em là em thực sự không phải là vì tham lam mà em tiếp tay cho anh Vũ đâu. Nói chung là em sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình vậy á, rồi em nghĩ là anh Vũ anh sẽ thay đổi, nên là
Thôi em gái em giúp ảnh lần này thôi chứ em không có ý hại gia đình vậy đâu chị. Tôi hiểu tính cậu. Tôi biết cậu cũng đã giúp đỡ gia đình tôi rất là nhiều. Nhưng mà có một điều là thật thà quá cũng không tốt. Cậu bị người ta ức hiếp vậy đó, rồi xong đổ tội cho cậu vậy mà cậu chịu được hả? Dạ thì chứ bây giờ mẹ em mày nằm bệnh viện, em còn đi học, còn có mình em à. Ngày xưa giờ anh chị cũng có ơn với em, không lẽ giờ anh Vũ anh gặp tình cảnh vậy em không giúp anh sao được? Thì nói chung qua chuyện này thì tôi cũng muốn khuyên cậu vậy thôi. Tôi mong cậu vẫn trung thực, vẫn thật thà, nhưng mà biết lựa chọn đúng người rồi có giúp người ta như vậy, rồi tự nhận lỗi như vậy, cậu thấy có đúng không? Rồi làm cho câu chuyện sai thành càng sai thôi chứ không được gì hết á. Dạ em biết rồi. Nhưng mà giờ chị tính sao chị? Thì câu chuyện này cũng là một bài học đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng dạy Donald trở thành một người đàng hoàng, trung thực và chân thành, biết đặt lòng tốt của mình đúng nơi, đúng chỗ và đúng người.